Xin chào các anh em yêu thích bật lửa của Deva Shop. Hôm nay Deva xin giới thiệu cho các bác mẫu bật lửa Cohiba chuyên để hút xì gà các bác nhé. Hộp mà hai lớp rất là sang trọng, hộp da. Đây. Em sẽ mở ra cho các bác xem. Trên này là cái phiếu bảo hành hãng. Đây. Đây là hộp da và bật lửa của chúng ta đây ạ. Nhìn rất là đẹp ạ. Vỏ bằng kim loại các bác nhá. Có báo ga ở đây ạ. Các bác xem ga đầy hay đã hết thì có thể nhìn ở đây. Đấy. Lửa 3 tia rất là nhạy. Đấy. Ở dưới đáy của bật lửa có đục xì gà. Đây các bác có thể nhìn đục xì gà rất là sắc. Đấy. Các bác đục thì rất là tiện lợi. Mình chỉ cần cầm cái điếu thuốc mình ấn vào thôi. Đấy. Đây là điều chỉnh lửa to nhỏ. Đấy. Các bác điều chỉnh lửa to nhỏ ở đây ạ. Đấy. Ví dụ mình vặn to lên một chút. Đấy. Đấy. Đó. Bật lửa Cohiba, mã là Cohiba 32 các bác nhá. Cohiba 32 các bác nhớ mã của nó. Các bác đặt hàng này thì gọi đến số điện thoại trên màn hình góc trái này ạ, 0466509888, hoặc các bác có thể vào website deva.vn để đặt hàng ạ. Đấy. Bác gọi cho em để đặt hàng thì bảo là mã là Cohiba 32 các bác nhá. Đó. Đó. Cảm ơn các bác rất nhiều.